Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tiếp Thị Thực Tế. Hôm nay thì tôi sẽ làm video để hướng dẫn mọi người cách để có thể tùy chỉnh phần điểm tối ưu hóa và áp dụng những đề xuất của Google. Phần điểm tối ưu hóa này thì nó sẽ xuất hiện ở đây trong tài khoản Google của bạn, hoặc là bạn có thể ấn vào phần đề xuất và nó sẽ xuất hiện ở phần này. Trước khi bắt đầu thì tôi sẽ giải thích về cái điểm tối ưu hóa này. Điểm tối ưu hóa này thì thực ra nó là điểm mà bạn áp dụng được những đề xuất của Google. Mà bạn áp dụng càng nhiều đề xuất thì cái phần điểm tối ưu hóa này nó càng tăng. Đây, bạn có thấy là Google đưa ra rất nhiều gợi ý cho chiến dịch quảng cáo của mình. Và bạn cần hoàn thành những cái áp dụng này thì cái phần điểm tối ưu hóa của bạn nó mới tăng. Chính vì vậy, nó là cái phần điểm để áp dụng những đề xuất của Google, nên thực ra thì nó cũng không quá là quan trọng. Nó chỉ có một điều quan trọng, đó là cái điểm này mới cao, phải cao thì Google nó mới phân phối quảng cáo của bạn tốt. Và khi Google đưa ra những đề xuất như này, bạn nên xem xét là nên áp dụng những đề xuất nào, còn những đề xuất nào không nên áp dụng thì bạn có thể bỏ qua nó. Nhưng mà bạn vẫn muốn tăng cái điểm tối ưu hóa này thì bạn hãy ấn vào cái dấu ba chấm này. Ở mỗi đề xuất thì nó sẽ có dấu ba chấm bên cạnh như này, góc bên trái và góc bên phải. Bạn ấn vào này, ấn loại bỏ tất cả đi, ấn loại bỏ. Khi đó thì bạn có thể thấy là điểm tối ưu hóa ở đây của tôi đã tăng rồi. Hay những phần nào mà bạn không muốn thì bạn có thể ấn loại bỏ hết đi. Sau khi loại bỏ hết thì quảng cáo của bạn cũng đã đạt 100% điểm rồi. Đây, bạn có thể thấy là phần này cũng không quá quan trọng. Tuy nhiên thì cái phần đề xuất này thi thoảng thì nó cũng sẽ đưa ra một số đề xuất khá là ổn. Ví dụ như là thiết lập theo dõi chuyển đổi này, hay là thêm hình ảnh vào quảng cáo của bạn, hay là thêm một số đường liên kết trang web. Thì với những đề xuất này thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng theo. Tuy nhiên thì một số đề xuất như là đặt giá thầu hiệu quả với chiến lược tỷ lệ hiển thị mục tiêu này, tôi khuyến không khuyến khích các bạn sử dụng đề xuất này. Hay là thêm từ khóa mới này, hay là mở rộng phạm vi tiếp cận thì bạn cũng không nên áp dụng những đề xuất này. Và để áp dụng được những đề xuất thì bạn có thể ấn vào đề xuất mà bạn muốn áp dụng. Đây, tôi sẽ lấy ví dụ ở thêm hình ảnh và quảng cáo này. Bạn ấn vào xem đề xuất. Sau đó bạn ấn vào thêm hình ảnh đây. Bạn có thể tải hình ảnh lên, sau đó bạn ấn áp dụng là được. Hay là thêm các đoạn thông tin của cấu trúc này thì bạn cũng ấn vào phần xem đề xuất, bạn chọn đoạn thông tin của cấu trúc, hay là bạn ấn tạo một đoạn thông tin của cấu trúc mới, bạn điền các giá trị ở đây, sau đó bạn ấn lưu. Với những cái phần thêm từ khóa mới này thì bạn có thể ấn vào xem bài đề xuất, đừng ấn vào áp dụng tất cả. Bạn xem những từ khóa nào mà bạn thấy phù hợp với chiến dịch quảng cáo của mình thì bạn ấn thêm vào. Mặc dù là không phải đề xuất nào cũng nên áp dụng, nhưng mà bạn vẫn nên giữ cái điểm tối ưu hóa này của mình mức cao trở lên, đừng để nó quá thấp, nếu không thì Google sẽ hạn chế hiển thị quảng cáo của bạn. Hay bạn chỉ cần ấn loại bỏ là được. Phần tiếp theo đó là phần tự động áp dụng các đề xuất. Đây, bạn có thể ấn vào tự động áp dụng này. Thì phần này thì hầu như là ai cũng sẽ đều gặp phải một trường hợp, đó là có một nhân viên cùng hỗ trợ Google, họ sẽ liên hệ với bạn và sau khi tư vấn cho bạn thì họ sẽ gửi cho bạn một cái email, và khi vào email đó thì bạn sẽ bật cái phần tự động áp dụng này lên. Thì phần tự động áp dụng này nó sẽ được xuất hiện ở đây. Nó sẽ có bao gồm 9 loại đề xuất duy trì quảng cáo và 14 loại đề xuất là phát triển hoạt động kinh doanh. Thì trong những loại đề xuất tự động áp dụng này, hầu như là tôi không khuyến khích bạn nên bật loại tự động áp dụng nào.
bạn chỉ nên bật một vài cái. Sau đây thì tôi sẽ chỉ cho bạn là bạn nên bật những cái nào. Đầu tiên là phần duy trì quảng cáo này. Nó sẽ có 9 loại đề xuất, là 3 phần là quảng cáo và thành phần, từ khóa và nhắm mục tiêu và đo lường. Ở phần quảng cáo và thành phần này thì có thể là bạn nên bật đề xuất này. Còn hai đề xuất ở dưới này thì bạn không nên bật. Bởi vì sao? Hai đề xuất ở dưới là thêm quảng cáo tiền kế thích ứng và cải thiện quảng cáo tiền kế thích ứng của bạn. Ở đây Google có giải thích là bạn sẽ nhận được nhiều lượt chuyển đổi hơn với mức lợi tức đầu tư tương đương hoặc cao hơn bằng cách hiển thị quảng cáo phù hợp hơn cho khách hàng tiềm năng. Các thành phần như là dòng tiêu đề, dòng mô tả sẽ được lấy từ nội dung hiện có, bao gồm cả URL cuối cùng hoặc các thành phần của quảng cáo trong cùng một nhóm quảng cáo. Và cái ở dưới thì nó cũng gần gần như thế. Và khi bạn tích vào hai dấu lựa chọn này thì Google nó sẽ, cái máy học Google nó sẽ tự động dựa vào những phần tiêu đề và mô tả mà bạn đã điền ở trong mẫu quảng cáo, trong chiến dịch quảng cáo của mình, hay là nó sẽ dựa trên URL ở trang đích và những thông tin ở trên trang đích đó để nó tự tạo một mẫu quảng cáo mới. Nó gọi là mẫu quảng cáo động. Và Google sẽ phân phát mẫu quảng cáo đó. Thì không phải một website nào nó cũng sẽ có một cấu trúc tốt. Nên là cái mẫu quảng cáo động được tạo ra nó sẽ không phải luôn luôn là tốt nhất đối với quảng cáo của bạn. Vậy nên bạn không nên tích vào hai dấu tích này. Phần thứ hai đó là từ khóa và nhóm mục tiêu. Ở phần này thì bạn nên tích vào ba cái, đó là xóa từ khóa thừa, xóa từ khóa không kích hoạt quảng cáo và xóa các từ khóa phủ định xung đột. Thì khi bạn tích vào ba dấu tích này thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến chiến dịch quảng cáo của bạn. Với ba dấu tích này thì sau khoảng 90 ngày Google nó sẽ tự động xóa cho bạn như là xóa từ khóa thừa này, xóa từ khóa không kích hoạt quảng cáo hay là xóa từ khóa phủ định xung đột. Thì những từ khóa đấy nó cũng không tạo ra nhấp hay là lượt chuyển đổi với khách hàng, nên bạn có xóa thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Còn lựa chọn như là mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn bằng cách thêm các đối tác tìm kiếm, thì khi bạn tích vào cái phần này nó sẽ giống như là khi bạn tạo một chiến dịch mà ở cái phần nhắm mục tiêu ấy, bạn tích vào các đối tác của Google, thì khi đó quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện ở trên các trang đối tác như là YouTube hay là một vài trang đối tác khác. Thì nếu bạn muốn quảng cáo của bạn xuất hiện ở trên những trang đấy thì bạn có thể tích ở trong phần chiến dịch chứ không cần tích vào đây, nên tôi cũng không khuyến khích bạn tích vào phần này. Hay là cái sử dụng tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa này thì nó cũng tương tự như là phần thêm quảng cáo tiền kế thích ứng, bạn cũng không nên tích vào cái này. Tiếp theo là phần đo lường, thì ở đây có một lựa chọn đó là nâng cấp tính năng chuyển đổi theo dõi chuyển đổi của bạn. Thì nếu bạn tích vào đây, tôi sẽ lấy ví dụ ở phần lượt chuyển đổi này. Hầu như các chiến dịch quảng cáo thì khi bạn tạo ra thì nó sẽ đều có đều tạo luôn lượt chuyển đổi. Thì khi tạo lượt chuyển đổi này, tôi sẽ lấy ví dụ về lượt chuyển đổi này. Thì khi tạo lượt chuyển đổi, nó sẽ có một phần đó là nguồn gốc ghi nhận này, là những mô hình phân bổ đấy. Thì khi bạn tích vào phần nâng cấp tính năng theo dõi chuyển đổi của bạn, thì ở phần mô hình phân bổ này, dù bạn có chọn bất kỳ mô hình phân bổ nào, nó cũng sẽ tự động được chỉnh lại, đó là được đề xuất dựa trên dữ liệu, nó sẽ tự động chỉnh sang loại mô hình phân bổ này. Đây, sẽ được tự động chuyển sang như này. Nên phần này thì bạn có thể bỏ qua, không cần tích vào cái này. Tiếp theo đó là phát triển hoạt động mô hình kinh doanh bao gồm 14 loại đề xuất. Thì ở trong 14 loại đề xuất này, tôi cũng không khuyến khích các bạn là tích bất kỳ một loại đề xuất nào. Bởi vì sao?
Phần đầu tiên đó là từ khóa và nhắm mục tiêu. Thì nếu bạn ấn thêm từ khóa mới, thêm từ khóa mục khớp mở rộng hay là sử dụng tính năng mở rộng hiển thị thì nó cũng không quá tối ưu cho chiến dịch quảng cáo của bạn. Nó như là Google nó sẽ hầu như kiểm soát luôn chiến dịch quảng cáo và nó sẽ tự động thêm các từ khóa hay là sử dụng tính năng mở rộng hiển thị này. Và điều đó là không tốt. Tiếp theo đó là phần đặt giá thầu. Nếu bạn tích vào bất kỳ một loại đặt giá thầu nào ở đây thì Google cũng sẽ tự động áp dụng các loại giá thầu đó cho bạn. Ví dụ như là bạn đặt giá thầu hiệu quả với chiến dịch tỷ lệ hiển thị mục tiêu này, thì ví dụ như là chiến dịch của bạn giờ đang chạy với CPC thủ công đi, thì nếu bạn tích vào đây thì Google nó sẽ tự động chuyển sang giá thầu tự động, đó là tỷ lệ hiển thị mục tiêu. Và trong tương lai nếu bạn thấy chiến dịch giá thầu này nó không hiệu quả và bạn muốn chuyển sang một chiến lược giá thầu khác và bạn chuyển sang chiến lược giá thầu đó, tuy nhiên thì sau một thời gian Google nó cũng sẽ tự chuyển lại sang chiến lược giá thầu tự động mà bạn đã được tích vào tự động áp dụng ở đây. Vì vậy nên nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ một loại chiến lược giá thầu tự động nào thì bạn nên chỉnh sửa ở hẳn trong phần cài đặt của chiến dịch chứ không nên tích vào phần tự động áp dụng này. Sau khi đã chọn xong phần này thì bạn có thể ấn lưu. Và khi Google gửi email cho bạn ấy và bạn bấm xác nhận với email đó thì nó sẽ tự động chọn các phần ở đây và mỗi tài khoản quảng cáo thì nó sẽ lựa chọn các phần khác nhau. Vậy nên khi bạn ấn vào đấy xong, bạn quay trở lại phần tự động áp dụng này. Nếu thấy những phần tự động áp dụng nào mà không thấy phù hợp với mục tiêu quảng cáo của bạn thì bạn hãy bỏ nó đi, bỏ chọn đi và sau đó bạn hãy ấn lưu. Vậy là tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để tăng điểm tối ưu hóa cho quảng cáo của bạn cũng như là lựa chọn những phần tự động áp dụng phù hợp cho chiến dịch quảng cáo. Nếu bạn thấy video này hay, đừng quên một like, một share video cũng như là một subscribe kênh Tiếp Thị Thực Tế. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn hãy comment xuống phía dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.